Giảm cân trong thời kỳ cho con bú. Cho con bú có lợi cho bà mẹ và đứa trẻ vì nhiều lý do. Bên cạnh cung cấp cho trẻ dưỡng chất cần thiết để bảo vệ trẻ chống lại bệnh tật, cho con bú giúp bạn giảm mức cân nặng khi tăng thêm khi mang thai. Luyện tập thể thao kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp có thể giúp bà mẹ đang cho con bú giảm cân. Những điều cần biết dành cho phụ nữ muốn giảm cân thời kỳ cho con bú. Cho con bú giúp bạn giảm cân vì calo dư thừa sẽ được sử dụng cho đứa trẻ. Phụ nữ cho con bú trong hơn 3 tháng có xu hướng giảm cân dễ dàng hơn phụ nữ không cho con bú. Phụ nữ tiếp tục cho con bú hơn 4 đến 6 tháng có thể tiếp tục giảm cân. Tiếp tục đến khám bác sĩ hay các cơ sở chăm sóc y tế trong thời kỳ cho con bú. Bác sĩ sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng và cho bạn biết liệu bạn có đang giảm cân quá nhanh hay không. Nếu bạn giảm cân có chậm hay quá nhanh, hãy thay đổi chế độ ăn uống của bản thân. Nếu bạn không giảm cân hoặc giảm cân có chậm, hãy cắt giảm lượng calo tiêu thụ. Cách tốt nhất để giảm lượng calo tiêu thụ là giảm bớt lượng calo rỗng. Calo rỗng là calo từ đường và chất béo bão hòa trong thực phẩm như nước ngọt, bánh ngọt, thực phẩm chiên rán, phô mai, sữa nguyên kem và thịt mỡ. Lựa chọn thực phẩm ít béo, không ngọt hoặc không thêm đường. Những thực phẩm này chứa ít calo rỗng. Rượu bia cũng chứa calo rỗng. Xem phần nhu cầu dinh dưỡng trong thời kỳ cho con bú để biết thêm chi tiết. Nếu bạn giảm cân quá nhanh, đặc biệt cần bổ sung thêm calo, bạn có thể bổ sung thêm calo bằng cách tăng cường sử dụng thực phẩm từ các nhóm thực phẩm cần thiết. Hãy thử thêm một bữa ăn mỗi ngày hay tăng khẩu phần ăn. Nếu bạn vẫn tiếp tục giảm cân quá nhanh, hãy đến khám bác sĩ. Bên cạnh đó, theo Viện Nhi Hoa Kỳ, các bà mẹ nên cho con bú trong năm đầu tiên và có thể tiếp tục nếu cả bé và mẹ đều có nhu cầu. Nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ cho con bú trong hơn một năm phụ thuộc vào lượng sữa tiết ra. Nếu bạn có thể tiếp tục cho con bú trong hơn một năm, hãy tham khảo tư vấn từ các cơ sở chăm sóc y tế.